Quý vị các bạn, các chị giới thiệu với các bạn nha, một loại cái xe Honda Việt Nam lên Honda đắc ý, nhưng là xe Honda đắc ý tượng trưng hình kiếp nha các bạn. Các bạn, chiếc xe đầu tiên tôi xin giới thiệu với các bạn các chị, chiếc xe Honda Việt Nam lên Honda đắc ý này nó có màu rất là đẹp, đó là màu xanh rêu. Màu này rất là thích, màu này rất là thích có nha các bạn. Sơn bóng khi mà bóng luôn còn mới nguyên luôn. Em này mang biển số là 59M164378 và cái xe này là zin nguyên bản từ A đến Z luôn. Đầu nồi chưa cũng chạm gì vô, máy móc là nguyên zin, rất là sạch sẽ, đẹp từ trong ra ngoài luôn rồi. Đẹp từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trước ra sau luôn. Máy móc thì thi thầm mùa xuân luôn. Và với một cái chiếc xe Honda NH Việt Nam lên Honda NH ý 2022 này, thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 61 triệu nha các bạn. 61 triệu đúng không? Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các chị chiếc xe Honda NH 150 màu trắng tuyệt đẹp luôn, màu trắng tinh không một vết trầy luôn, rất là đẹp, xe đi rất là ít luôn, rất là đẹp tiền nè, cực kỳ đẹp luôn. Em này mang biển số là 59N1 48333 Tam Hoa, 4 Ngô Phát Tam Hoa, tài mãi mãi tài ghê thiệt. Và cái xe này thì lần nữa em xin đưa lại với các bạn các chị là Honda NH Việt Nam 150 lên Honda NH ý nhập 2012, và mình mong muốn bán với giá là 68 triệu nha các bạn. Xe 150 thì chạy nó rất là mạnh mẽ, cục máy nó đi rất là ngon, 150 thì đi nó rất là mạnh rồi. Rồi và kế nữa là mình sẽ giới thiệu với các bạn các chị chiếc xe Honda SH 2019 đèn led 2 tầng, cụm đèn xi nhan nó cũng đèn led luôn đẹp. Nói chung cái mẫu 2019 là được rất là nhiều các cô chú các anh chị tin dùng và thích. Đồng thời là em nó có trang bị hệ thống là thắng đĩa ABS nên chạy nó rất là an toàn trong cái mùa mưa các bạn, chống trơn chống trần luôn, chống bó phanh đĩa. Xe Honda SH 2019 chìa khóa thông minh, chìa khóa thông minh, nên các bạn các anh chị là có cái lịch sự lựa chọn và cái mẫu đời sau thì đây là một trong những cái mẫu rất là đáng cân nhắc. Và với chiếc xe này em nó mang biển số là 59X305218, thì với chiếc xe Honda SH 2019 mà thắng đĩa, hai thắng đĩa ABS an toàn trước sau đó, cái dòng phía kia đó các bạn, thắng đĩa ABS này trước sau luôn đó, ABS. Xe thì còn rất là sạch sẽ, máy móc thì nguyên zin. Và với chiếc xe Honda đó 05218 này thì mình mong muốn bán với giá là 78 triệu cho chiếc xe Honda SH ABS 2019 màu trắng này. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngoài màu trắng thì còn có một cái màu xanh rất là đẹp, màu xanh rất là đẹp đó là cái màu xanh metal. Cái màu xanh đi nhìn nó rất là thích các cái xe và nó rất là sạch, đi cái xe này rất ít hư mà ít dơ, nó rất là đẹp đó. Những cái mẫu 2019 này rất là nhiều các bạn chọn, nhiều khi nó còn thích hơn cái mẫu 2021-22 bây giờ luôn các bạn. Cái mẫu 2019 là mà đó có thời điểm nó còn mắc hơn cái mẫu đời mới 2020 luôn, nhưng mà không hiểu lý do là sao, bởi vì cơ bản là người ta thích thị trường nó thích là có giá các bạn. Và với chiếc này em có mang biển số 59V280343, và với một cái chiếc xe Honda đó 150 còn rất là đẹp, rất là liền lạc này, vỏ cũng còn dày,
xe còn rất là sạch sẽ, sơn thì không biết cày bất cứ một chỗ nào hết, liền lạc sạch sẽ, chìa khóa thông minh. Và với một chiếc xe 150 tuyệt đẹp này thì mình mong muốn bán với giá là 84 triệu cho một chiếc xe Honda đó, 150 đời 2019, cực kỳ đẹp luôn. Và kế nữa là một cái chiếc xe đời 2009 Ý Nhật nguyên chiếc 150, xe zin, xe zin từ A đến Z luôn, đầu nồi chưa rớt, nắp chao chưa chạm luôn. Và cái xe này là cái xe siêu tầm đó. Nếu mà các bạn, các anh chị mà ai mà cô chú lớn tuổi mà đi những cái dòng xe này thì có một chút gì đó rất là hoài niệm. Có thể là mình có tiền mình mua những cái xe đời sau á, nhưng mà đi cái xe này dù gì cái chất của nó cũng có một cái chút gì đó năm xưa. Mà năm xưa mà ai mà sở hữu được những cái chiếc xe SS Ý Nhật đời cuối năm 1 này là người đó nhà rất là khá, nếu không muốn nói là giàu, mà giàu và sang mới đi được cái xe này. Còn bây giờ thì nó là bình dân và nó thông dụng rồi, nhưng mà đi nó thì rất là đẹp, đẹp lắm. Em này mang biển số 54X86177, xe còn rất là liền lạc sạch sẽ, đến cái bô này các bạn thấy nha, cái bô này chưa xử lý luôn, có nghĩa là chưa có sơn cuốt chậm giá gì hết các bạn. Ốc tán cũng không sạch đẹp lắm, cũng còn sáng trắng nè đó, máy không các bạn, các chị thấy liền lạc sạch sẽ. Và với chiếc xe Honda đó, Ý Nhật nguyên chiếc 150 đời cuối 2009 này, máy móc sạch sẽ đẹp trai. Thì với một cái chiếc xe rất là đẹp này, máy móc thì thầm mùa xuân luôn.